anh em chào anh em trở lại với cái kênh mình nhé hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em đó là cách tải con game tài xỉu đổi thượng này, sóc đĩa game bài đổi thưởng bắn cá và cả game online sảnh liver luôn các bạn ơi đó là con game sổ tạo game bài thông đây là thuộc hệ thống game mà nó nha hiện tại mình thấy có rất nhiều link game ấy nó không hề xanh chín chút nào đó là game ấy tại về thì các bạn sẽ không gọi là chơi thì chơi được nhưng mà sau đó nó lại không rút được hay là các bạn tạo hai tài khoản trên hai máy khác nhau kết quả nó khác nhau là nghĩa là các bạn đang chơi với máy đang chơi với bot thì lúc đấy các bạn thua là đúng rồi thì hôm nay thì mình con game sáu tám bài là mình đã chơi lâu rồi các bạn các bạn nhớ này mình sẽ để link ở phía dưới mỗi video của mình và mình sẽ hướng dẫn em cách tải luôn nha đầu tiên nó sẽ có hai cái đường link tải chính đó là link tải trên iOS hoặc web ấy là các bạn chơi trên web luôn đấy các bạn, các bạn không cần tải về, các bạn chơi trên web luôn, nó sẽ có xuất hiện luôn. Và cách thứ hai đó là các bạn tải về máy và máy hôm nay mình dùng máy Android thì mình sẽ tải link thứ hai. Nếu bạn tải link iOS hoặc uh, Android ấy, thì các bạn tải đường link thứ ba nha, nhớ điều đó cho mình nha. Thì bây giờ mình sẽ tải về máy nha các bạn ơi và khi chơi ấy thì mình khuyên các bạn này, thì mình sẽ chia sẻ các bạn đó là cách để các bạn check con game đó nó có uy tín hay không và check con game đó thì nó có gọi là xanh chín hay không nhé bạn ơi nha nó có xanh chín hay không nhé bạn ơi chính nhưng có những con game mà các bạn nó rất bịp luôn đó các bạn ạ à. các bạn chưa kịp chơi thì các bạn đã bị gọi là bị bịp rồi hay là các bạn chơi bị nó soi hay là các bạn chơi nhưng mà người chơi không thật các bạn đang chơi bên máy thì bây giờ mình sẽ tải về và mình sẽ hướng dẫn em đó là cách check con game làm sao để biết con game đó nó uy tín hay không nha ok thì bây giờ mình đã cài đặt được gần như là cài đặt được đấy nó rất đơn giản thôi ví dụ các bạn mà thấy nó gọi là iOS thì các bạn tải đường link iOS thôi, Android thì các bạn tải Android thôi nha. Nhanh nha, nhớ điều đó cho mình nha. Thì bây giờ thì mình sẽ mở vào game luôn nha các bạn ơi. Từ, từ nha. Nó đang kiểm tra bảo mật. Đấy. Mình sẽ trở lại nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào game nha các bạn ơi. Khúc này thì mình bỏ qua anh em nha. Anh em. Thì khi mình vừa tải game về thì nó sẽ cho anh em vào trên màn hình chính sau đó các em nhấn vào nhấn vào thì nó sẽ tạo tài khoản ID của anh em đây luôn và em nhớ là phải nhớ kích hoạt số điện thoại đây nha đây anh em kích hoạt số điện thoại đây này các bạn phải liên cái số điện thoại để tránh được hợp lỡ may các bạn quên tài khoản mật khẩu thì các bạn vẫn lấy số điện thoại đó các bạn lấy về được nha đấy cái tiếp theo nữa đó là chơi game ấy thì trước khi chơi thì mình khuyên anh em rằng chơi bất kỳ con game thì mình không bao giờ nói anh em khuyến khích anh em chơi con game gì cả nhưng mà mình sẽ chia sẻ anh em đó là ba cách để anh em check con game mà nó có uy tín hay không nha đầu tiên các bạn cho mình ví dụ cái phần tài xỉu này nha, đó là nó không có cân kèo các bạn chọn con game không có cân kèo các bạn xanh chín nơ nha, có những con game nó cân kèo ấy là nhiều khi nó muốn về tài nó cho người nó đặt hết đi anh em và cách để các bạn check xem các bạn đang chơi với người thật hay người máy hay là các bạn đang chơi nick ảo nha, đầu tiên là các bạn hãy tạo hai tài khoản nhớ là tạo hai tài khoản trên hai máy khác nhau nha, tên hai máy khác nhau anh em nhớ phải tên hai máy khác nhau nha nhưng mà phải tại 4G anh em ơi trên hai máy đều tải 4G cả đây là máy một này máy hai xem kết quả nó có giống nhau hay không đó là cái thứ nhất này cái thứ hai đó là số dây đếm ngược nó có giống nhau hay không cái dây đếm ngược số giống nhau hay không và số tiền hũ này nó có giống nhau hay không nhanh em ơi mở đến năm này nó khác nhé, nhưng mà các bạn chỉ trách một cái tài xỉu này được rồi và với lại các bạn phải check xem game đó nó có số tiền đặt nó có giống nhau hay không nhớ kiểm tra đến hai máy nó phải tương đồng nhau nha và đương nhiên phải chọn những con game nó không có cân kéo này các bạn này thì các bạn sẽ dễ đánh hơn bởi vì nếu các bạn sợ nó soi một hai giây cuối bạn đặt tầm tầm một hai giây cuối bạn nhấn đặt một cái hay là số lượng người đặt các bạn này đấy những cái này các bạn cần trách cho mình nha bởi vì các bạn chơi những con game mà các bạn muốn chơi con game uy tín Nhưng mà tự nhiên nó đéo rút được thì có được cái gì mà em không được cái gì cả thì các bạn phải chọn cái uy tín nào các bạn ạ à. làm gì làm phải chọn cái uy tín nào thì các bạn mới tính sau đúng không và cái tiếp theo là đó là các bạn chơi thì cũng cần lưu ý cho mình nếu các bạn thích chơi một cách gọi là tự nhiên thì các bạn vào chơi những cái sạch liver này các bạn này đây nha sạch liver này đấy thì các bạn sẽ chơi trực tiếp luôn đấy các bạn sẽ chơi được tiếp có người sắp cho anh em xem liver luôn nha nói chung là game này thì mình cũng lâu lâu mới chơi thôi bởi vì mình không phải là bởi vì mình không cố định chơi con game mình thấy con game này là từ trước đến nay là mình thấy mình chơi con game này lãi nhất thành ra mình chơi thôi nhưng mà mình không bao giờ mình chơi con game quá là lâu bởi vì sao bởi vì mình chơi lãi nhiều quá lỡ may nó soi hay sao bởi cái gì game thì được hiện nay nó soi hết ấy, anh em ạ à. nhưng mà các bạn phải chọn những con game nào nó ít soi hơn số lượng người chơi phải nhiều như thế này các bạn nè để tránh được hợp là nó soi chứ ví dụ các bạn chơi những con game mà ví dụ nha mình nói nha chơi một con game mà bên này 15 mê bên này 15 mê tổng cược là 15 mê 15 cân kèo là cái là mỗi bên 15 mê tổng được cũng 30 mê, mê thì đánh như vậy thì mình đảm bảo anh em luôn anh em nào vào 50 nó soi ngay ấy chứ đúng không anh em nên nhớ cái điều đó cho mình nha đấy và ngoài ra các bạn cũng có thể chơi mười năm hay là bầu cua gì đó nhưng mà thôi đó là những cái mình cần lưu ý cho anh em nha thôi video này thúc nhà ngoài ra các bạn còn có ưu đãi này khuyến mại các kiểu nó điệu ấy nhưng mà đây này khuyến mại lần nạp đầu tiên anh các bạn này các bạn ví dụ nạp uh, 10 mấy các bạn được 288 này 500 mê được 8 triệu 8 này đấy Ok thôi thì video này mình tốt nha mình chỉ hướng dẫn em cách tải tại bởi vì mình thấy khá là nhiều anh em kiểu là đánh chọn những game tải ngôn game mà nó bịp với nhiều anh em các bạn nhớ phải chọn những cái link tải họ chia sẻ mà có tích 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 xám của YouTube ấy chứ những con những cái video mà không có tích xám của YouTube là các bạn dễ bị toang lắm nha thôi video này mình tốt nha bye bye anh em